Vinh Hiển xin chào mấy anh chị nha. Hello anh chị em nè. Hello anh chị và cô dì chú bác nè. Đây Vinh Hiển về Bình Thuận chia sẻ hồ cá nè, cá chơi trắng nha mấy bạn. Hồi đó giờ Vinh Hiển mới thấy cá chơi trắng luôn mấy bạn thấy chưa? Đó, đây quay lại mặt trước đây, cá chơi trắng nha, cá chơi trắng, cá chơi đen có. Đây là hồ rộng, cái hồ của anh chị ở nhà gần sông á, đi lưới cá đặt lợp đồ đó. Đó, đem về mấy con cá chê trắng đây, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Quá đẹp luôn. Đây và trồng mấy cái lan nó cũng tươi tốt nè mấy bạn ơi. Hay và chị quá xiên ghê không đó, quá trồng mấy cái lan nhìn cũng tươi tốt ghê đó mấy bạn ha. Đây ở dưới đây thì có cái hồ cá nó nha mấy bạn đó. Cá này là cá hường đỏ nè, giống cá kiều hồng nhưng mà nó là cá hường đó, chói mặt trời quá mấy bạn đó. Nhìn thấy cá, nhìn thấy cá cá đó dưới có con cá sặc lát nữa mấy bạn, cá sặc lát gì đó đó, cá sặc lát đó, hai con cá sặc lát luôn. Đây cá sặc lát bự quá trời bự luôn. Rồi bên đây có chú rùa nữa nè, mấy con cá sặc lát con nữa, mấy cá sặc lát con quá trời sặc lát con luôn. Rồi đây là con mấy con rùa và con ba ba nè mấy bạn, ba ba sông á đó. Đó cái lạc lớn nè, nó trồng thì mấy con cá nhỏ. Đây mấy cái lan quá trời tươi tốt luôn đó. Nhà chị mình ba cũng rảnh, ba làm mấy cái lan ba cũng tươi lắm, cũng có bông có hoa đàng hoàng nè mấy bạn. Là cũng xiên các bạn ha. Đó. Nói về cá là cực kỳ nha các bạn. Ở nhà là chuyên gia cá nha. Đây hai bên. Đây là cá lăn nha các bạn. Đây cá lăn sông luôn. Đó cá lăn. Đây là hai con cá lăn. Nhà không có gì toàn là có cá thôi nha các bạn. Đó, quay lại cái hồ cá chê trắng, cá chê đen. Đó, đó giờ mình mới thấy luôn. Rồi ở đây có đây, qua đây hồ cá lại xem lại, xem lại mấy cái lan. Rồi cái lan, mấy cái lan này nó xấu quá, mấy cây ngoài kia nó đẹp mà cái này xấu quá. Rồi chào mấy bạn nha, clip mình cũng được vài phút rồi, mình chia sẻ như vậy thôi mấy bạn ha. Rồi đó. Rồi chào mấy bạn nha. Bye bye. Bye bye bạn nha. Bye bye. Xin chào.